nếu anh mua cái xe hơi đi thì lại không chịu, để phải đi xe bus như vậy. Không mua, một tháng bị người ta ăn cắp mấy cái xe 7 lần, bị người ta gửi bánh xe 8 lần, kiếm chỗ đậu xe phải vòng 3 tiếng đồng hồ đó à. Phải bỏ tiền vô đồng hồ 12 tiếng nữa, còn đậu xe dưới trước cửa công ty mỗi tiếng 30 đồng, anh nuôi nó nổi không? Đúng, tôi thì nuôi không nổi và toàn thân tôi ướt rồi nè. Tôi cũng ướt hết trơn rồi nè, sắp tới rồi. Mua lô tô thì không tới trốn mà nước miếng thì trốn liền đó thiệt. Tài xế mập thì có ác ôn quá đi. Chào anh. Chào anh. Chào cô. Chào. Xin lỗi nha. Chúc mừng. Chúc mừng chuyện gì vậy? Chúng tôi vừa mới họp xong, tất cả đều nhất trí thông qua. Anh là người thích hợp nhất đi về Trung Quốc để tiếp xúc vụ quảng cáo nước ngọt 1881 của chúng ta ở đó. Ở đó là chỗ rừng quang núi cao mà. Nhưng mà địa điểm đó cũng không quá tệ đâu. Nè, anh đi xe lửa tới Tây An rồi đi 7 tiếng đồng hồ xe bus nha. Sau đó ngồi lừa đi nửa ngày, và cuối cùng chỉ cần leo qua một ngọn núi là tới nơi rồi. Nè, đây là bức ảnh tôi chụp lúc tôi đóng thoại kịch đó. Thế nào hả? Chà, giống như là trạng nguyên gì đó, thật là quay phong ghê đó. Vậy thì nhớ ủng hộ nha. Tuần sau sẽ tổ chức gây quỹ ở tại trường cũ của tôi. Tôi sẽ gửi cho anh 10 tấm vé, mỗi vé 500 đồng. Chuẩn bị cho anh 10 tấm vé 500 đồng, vậy tức là 5.000 đồng rồi đó chứ. Hôm nay thiệt là xui mà. Chưa đâu. Thấy nào hả anh hai? Út Chính sao đòi nợ, đòi tới chỗ làm việc vậy hả? Ra tay. Nè khoan đã, tôi sợ nhất là nhìn thấy máu, để tôi vô động trước đã. Chú Chính à, chú Chính à, dạ dạ đó, mượn nợ không dám, mượn nợ không dám, chọc mượn nợ không dám, mượn nợ không dám, mượn nợ không dám, đánh đó, rõ ràng không? Sao mà khó coi dữ vậy, lại bị người ta đánh nữa hả? Anh có đau không vậy? Dĩ nhiên là đau rồi, dư thừa. Xin lỗi nha, tôi không giúp được cho anh. Giúp? Anh mà giúp tôi sẽ bị người ta đánh luôn đó thôi à. Nha, có cần đi coi bác sĩ không vậy? Tôi nghĩ ra được một đạo lý rồi. Nghĩ ra cái gì hả? Làm người nhất định phải phát đạt. Nói thừa. Sao lại nói thừa chứ? Khi này tôi đi Trung Quốc, nhất định phải kiếm một mớ hàng lậu về đây để bán. Chà, ở đây có phải là đường cái hay không? Dằn chết người ta rồi. Ráng chịu đi. Còn phải ngồi chung với cái đống đồ này nữa. Thiệt là sắp khùng lên được rồi. Hơi khát nước thì đó, uống một ly trước cái đã. Tao đuổi mày xuống bây giờ đó. Tới chưa vậy hả? Con đường này dài thăm thẳm, y như là tam tạng đi thỉnh kinh vậy. Giống thiệt, giống thiệt. Vừa nặng vừa rối bụng. Tại sao lạnh quá vậy? Tôi đã mặc nhiều áo lắm rồi đó mà. Tôi chịu hết nổi rồi nha. Sao mà mệt dữ vậy? Ủa? Tôi đã dọn sạch sẽ căn phòng này rồi, có gì cần thì cứ gọi tôi nha. Nói nửa tiếng đồng hồ rồi, không biết hắn nói cái gì đây nữa. Thiệt là mệt quá đi. Ê, thật ra hắn nói cái gì vậy? Hắn nói đây là phòng ngủ của tổng thống đó. Nói chơi sao? Nhà xí của tổng thống còn đẹp hơn chỗ này nữa đó. Để tâm trí đi lo hàng lậu trước đi. Ê, không được đâu, phạm pháp đó. Cái gì mà phạm pháp hay không phạm pháp chứ? Mau liên lạc với họ trước đi. Ê, anh quên rồi sao? Không có điện thoại làm sao báo tin được chứ? Họ đã cho tôi mượn cái này để thông tin với nhau đi nè. Chuẩn bị đầy đủ quá ha. Nè, tuyệt đối bảo mật. Còn cái này là bản đồ giao dịch đây nè. Hey, có được không hả? Đương nhiên là được rồi. Anh hai à, trời tối thui như vậy đi tới chỗ này rất là nguy hiểm đó nha. Không có tiền mới là nguy hiểm nhất đó. Đồng chí, đồng chí à, quý vị ở đâu vậy? Ở đây nè.
Họ ở bên kia kìa. Có phải là ông Trì hay không vậy? Đúng đúng, hàng đâu? Sao giống quá vậy? Đây là người đồng đội Hán mà, tất cả đều là quốc bửu cả. Giống như đồ thiệt ha. Đúng vậy, đồ của chúng tôi đương nhiên là thiệt rồi, làm sao mà giả được chứ. Cái gì? Tôi chỉ cần là đồ giả thôi, để tôi mang về Hồng Kông gạt người ta thôi mà. Ở đây toàn là đồ thật, không có đồ giả đâu. Nếu đây là đồ thiệt thì toàn là quốc bửu không đó. Lỡ mà người ta bắt được sẽ bị xử bắn đó, không phải chơi đâu. Nếu anh không nói tôi không nói, ai mà biết được chứ. Đúng đấy đó. Đừng chạy nha. Đừng chạy nha. Đừng có bắn nữa. Không còn nghe tiếng súng nữa. Họ nghe lời của mình đó hả? Họ thật không bắn súng nữa mà bắn đại pháo đâu à. Ê, chúng ta đi. Ông Chi, chạy mau lên đi. Chúng tôi sẽ liều mạng yểm trợ cho ông. Như vậy thì kỳ quá. Để tôi đi trước cho. Hãy yểm trợ tôi nha. Tôi bị rắn cắn rồi. Không có gì nữa, tôi đã nuốt chất độc ra hết rồi. Anh thật là có nghĩa khí, khác với con người bình thường của anh rất nhiều đó. Cảm ơn anh nha. Tôi giúp anh phải giúp lại tôi chứ. Tôi cũng bị rắn cắn, anh hút độc ra giùm tôi đi. Cái gì giúp lại chứ hả? Anh cũng bị rắn cắn nữa hả? Nè, chỗ nào vậy hả? Ở đây nè. Tới lò nướng này rồi. Hay là anh chết đi cho rồi nha. Anh bảo tôi đi chết hả? Anh có lộn phải không hả? Cứ ngày nào ăn cơm mà tôi cũng chừa cái phần lớn cho anh đó mà. Ăn bánh mì xe quýt tôi cũng chừa miếng thịt giữa cho anh. Đi cầu cũng nhường cho anh trước. Anh bị rắn cắn rồi tôi hút độc ra cho anh. Còn bây giờ tôi bị rắn cắn anh cũng hút ra cho tôi. Vì đây đáng tẩm lắm đó. Anh cứ tôi làm sao? Như vậy anh có nghĩa khí gì đâu chứ. Vậy bây giờ làm sao đây? Hả? Anh muốn bắn chết tôi à? Không phải, bình tĩnh đi. Anh coi Stallone từng cứu mình chưa hả? Không lưng xuống đi. Có chết hay không đây? Tôi đâu có biết được. Không lưng xuống đi. Anh nói cho tôi biết. Anh là sức tao lâu hả? Anh đi, anh đừng có chạy nha. Tôi không biết được đâu đó. Anh Trì à, đừng có đi mà. Anh chờ tôi với. Anh đi như vậy tôi sợ lắm đó. Anh Trì à, anh Trì. Nè ông anh à, có bị té xuống cũng phải lên tiếng chứ hả? Tôi đã uống đầy một miệng nước làm sao mà lên tiếng được chứ. Tìm cách trở về đi. Ê, bên kia có cái gì kìa. Cẩn thận nha, đừng có đi bậy bạ đó. Vàng này tặng cho kẻ có duyên. Quả thật đã phát tài rồi. Tôi là người có duyên đây nè. Lượm miếng vàng lên trước đi. Anh coi kìa, tại vì nó có lòng tham nên chạm phải cơ quan rồi đó. Phải đọc đi. Kẻ có lòng tham đã bị gặp tai họa rồi. Bây giờ cửa lòng đã bị đóng rồi. Mau tìm đường ra đi.
Cục vàng lớn như vậy ai mà không tham chứ hả? Bây giờ hãy tìm đường ra đi. Ê, bên kia có ánh sáng kìa. Con đường duy nhất để đi ra là lội nước đi qua thạch thất thứ hai. Là phải đi về dũng nước này hả? Đi mau đi. Cẩn thận nha. Có cái gì câu anh đâu. Dây thừng nữa mà. Vậy mà cũng la lối ông. Kìa, bên kia kìa. Chạy đi, lẹ đi, nhanh đi, nhanh đi mà. Coi chừng nữa nha. Sao hả, sao hả? Ây da, cái bàn tọa của anh sao mà đắt hàng quá vậy? Suốt ngày bị rắn cắn tại chỗ đó. Nói bậy, tôi đã đạp chết nó rồi. Ê, có phải là lối ra hay không vậy? Hả? Cũng không biết nữa à. Nhưng mà có vẻ rùng rợn hơn ở chỗ kia đó. Ê, lui ra một chút đi. Nút vô tiền sẽ làm sáng cả lên. Chúng ta làm sao đây hả? Làm sao bây giờ chứ? Chúng ta đâu có đồng tiền đâu. Cũng phải ha. Ê, có cái này nè. Cái này được không hả? Không được, không được hả? Thử đi. Ở đây thiệt là kỳ quái, có bốn bộ xương khô nữa kìa. Đi coi thử coi. Coi thử đi hả? Đi đi. Wow, sao mà xấu quá vậy chứ? Quá vậy hả? Đẹp xấu như vậy mà nói đẹp hả? Nè, anh thấy chúng ta làm cách nào để rời khỏi nơi đây hả? Chuyện này chắc phải nhờ ông trời rồi đó nha. Một đời đại hiệp Long Kiếm Phi chôn thay ở đây. Sao cái tên này nghe quen quá vậy hả? Chính là người này chứ gì? Sao giống ông già tao quá vậy? Anh đang nói giỡn đó hả? Cái này là cái gì vậy hả? Ê, lúc nãy anh bị rung mặt anh có đổi sắc không vậy? Không có. Ê, vậy nói thiệt cho tôi nghe đi. Có phải anh đang run sợ trong người lắm phải không? Anh có vẻ không ổn lắm đó. Tôi vẫn bình thường mà. Tại sao anh vẫn bình thường mà mặt anh, miệng anh đều đen hết trơn vậy? Cái đồ mát dây. Chà, sao mà đen quá vậy? Không giữ vào tay không thôi. Anh nhìn coi nè, ai vậy hả? Còn ai nữa? Là anh đó. Hả? Bây giờ anh có giống hát chuyện thật không vậy? Con cười tôi là hát diện thận. Không phải đâu, là Michael Jackson đó. Hả? Thì ra những người da đen trên thế gian này tổ tiên của họ bị trúng độc à? Chắc là con rắn nó hồi nãy có độc thôi. Vậy làm sao đi? Phải đó, tôi thấy những người đại hiệp đều có mang theo thuốc giải độc trên người đó. Hộp này ở bên cạnh của Long Chiếm Phi đó. Đại Hoàng Đơn hả? Có thể nằm ở trong này đó. Lấy ra coi đi. Hai quyển sách này hả? Ê, trong này còn nữa nè. Đi lại thằng trưởng. Anh coi đi. Cái gì đây? Không biết nữa. Có thể giải bã độc, tăng thêm công lực. Như vậy là mai rồi đó nha. Mai quá rồi. Như vậy là đó nha. Cái gì vậy? Anh tìm được thuốc giải độc nên vui mừng quá hả? Cái này là thần dược à? Đúng vậy đó, mau ăn đi. Ăn để giải bã độc đó mà. Ê nè, ăn đi. Có phải là anh em hay không? Tại sao anh lại cắn tôi vậy chứ hả? Bây giờ tôi sáng chất độc qua bên anh nhất định phải ăn mỗi người một nửa nha. Anh bị trúng độc nặng nên đang phần lớn đi. Tôi suốt đời không làm sai việc gì. Việc sai nhất là quen làm người bạn như anh đó. Hả?
Hey, đúng là thú thực rồi đó. Thiệt hả? Thiệt đúng rồi. Anh càng lúc càng trắng đó nha. Đúng vậy, thật lầy quá, phát tài rồi. Ê, nè, tại sao anh nhảy cao dữ vậy hả? Chứ không lẽ tôi có nội công? Phải lấy quyển sách này để học đó. Ủa? Gái này còn đẹp hơn qua họ Hồng Kông nữa đó. Không một miếng đã. Ê nè 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 nè. Đi xuống trước đi. Ê, nè. Anh làm cái gì mà vội dữ vậy? Anh không sợ trên mặt của cô có độc hay sao? Ê, cái gì? Có thấy gì không hả? Đâu có. Chớp chớp mắt kìa. Làm gì mà có chứ. Đúng vậy. Đúng vậy. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Công chúa à, hình như là được một lúc rồi. Có phải hai người đã chúng tôi không? Không phải. Không phải. Phải, chúng tôi đã cứu các cô đó. Sao mấy ông mặc kiểu gì kỳ vậy hả? Thì kỳ cục cũng như mấy cô thôi. Công tử, có phải công tử đang nói tiếng Quảng Đông không? À, công chúa à, họ giống như em vậy đó, sống ở miền Nam nên nói tiếng Quảng Đông không hả? À, công chúa có nhớ tiếng Quảng Đông không? Nè nè nè, các cô đi đâu? Nhưng lúc Thiên Tài còn chưa tỉnh dậy, chúng ta mau chạy đi, nếu không kịp đâu. Hai cái tên bên kia đó hả? Chúng ta ra tay chặt hắn đi cho rồi ha. Đúng rồi. Tôi đừng có xem nhẹ hắn nha. Hắn là tay cao thủ số 1 của tà phái, võ công lợi hại lắm đó. Công chúa, dạ, mau đi với họ đi, để em cản họ lại cho nha. Không được. Tiểu Mang, chúng ta mau tìm lối ra đi. Hắn đã dậy rồi kìa, mau tìm lối chạy ra đi. Công tử. Hả? Công tử đang đại hoàng đơn chưa? Ăn rồi. Ê, chúng ta bắt đầu học chiêu thứ nhất. Tôi dạy công tử chiêu hoạt Phật Thiếu Ta La. Luyện thế nào hả? Theo tâm pháp trong cuốn sách này, vận dụng khí ở đơn điền phát ra tiếng cười đó. Không chờ. Thôi. Ê, làm cái gì? Như đang đùa vậy. Công tử tiếp tục cười đi, cười cho vui vẻ một chút như cuốn sách này vậy. Cười đi, cười đi. Đúng rồi. Đừng nghĩ cho người cười lên. Cười lên, đừng có ngừng. Thành công rồi. Tiểu Mang, mau tới đây. Công chúa. Qua đây đi. Công chúa. Qua đây đi. Lẹ đi. Qua đây đi. Làm cái gì? Bộ tôi bị thương nặng lắm sao? Chúng ta hãy mau đi. Chúng ta đưa cổ về Hồng Kông, hắn làm sao mà tìm được chứ? Hồng Kông. Vậy chúng ta đi mau lên. Đi. Đi mau lên đi. Công chúa, dù cô đi tới góc biển chân trời, tôi cũng nhất định sẽ tìm được cô. Công tử à, sao cái đèn dầu của công tử hay quá vậy hả? Nó được đổi tên là cây đèn pin đó, thổi không có tắt đâu. Thổi thử đi. Bây giờ nào rồi? Nằm chết rồi. Nè, ăn thử đi. Công chúa à, công chúa coi nè, mới bằng ghế và thùng tắm, rất giống với chúng ta đó. Không phải, cái này dùng để đi cầu đó. Đi cầu? Đúng rồi, năm 90, cách năm chí nguyên là bao nhiêu năm vậy? Cách năm chí nguyên bao nhiêu hả? Tao khoảng mấy trăm năm đó. Mấy trăm năm? Không lẽ ngủ một giấc là mấy trăm năm rồi sao? Đúng vậy, mấy trăm năm rồi đó. Trước khi thiên tàng bắt tôi nhốt ở cổ mộ, để ép tôi và Tiểu Mang ăn xăm ngàn năm, để tăng tuổi thọ lên 800 năm. Có thể. Có thể? Tôi mặc kệ là có thể cái gì, cũng không cần biết thiên tàng là ai hết. Tôi chỉ muốn biết là
Hai người là ai thôi? Tôi đây là Tiểu Mang, còn đây là vị giai nhân được xưng là đại nhất thiên hạ, Dân La công chúa. Sao hai người không chịu quỳ xuống đi? Còn tôi là hoàng tử Charlie đó. Còn tôi là hoàng tử Charlie B đây nè. Charlie B? Đây là tiền nữ của tôi tên Tiểu Mang, là người sống ở phía nam, người Mang tộc đó. Mang tộc? Tại sao cậu biết nói tiếng Quảng Đông? Thì phải rồi đó mà, ngày xưa thời nhà Nguyên, Quảng Đông chính là Mang tộc đó. Vì tất cả chúng ta đều là người Mang rồi. Phải đó. Thiên Tàng là tên đệ nhất cao thủ của tà phái. Thiên Tàng cứ của hắn rất là lợi hại. Hắn mới giật đi cây sâm ngàn năm và uống đi, nên có được tuổi thọ ngàn năm. Lại tìm được mộ của đại hiệp Long Kiếm Phi để đoạt lấy đi cấp Như Lai thần trưởng. Tôi định ngăn trở hắn, nhưng không ngờ bị hắn bắt luôn. Đi tới nơi này, Thiếu Lâm bốn vị thần tăng cũng được theo tới. Họ cùng đánh với Thiên Tàng, đồng thời điểm trúng tử nguyệt của Thiên Tàng, không ngờ bị nội lực của Thiên Tàng chấn thương mà chết. Thiên Tàng cũng bị cương thi thi quá, trước khi sắp hôn mê, hắn đã dùng Thiên Tàng thần công để bao chúng tôi lại. Thật không ngờ, ở trong núi 7 ngày, ở trên đời đã ngàn năm. Các cô là người của đời nhà Nguyên à? Vậy thuộc loại động vật hiếm thấy trên đời rồi. Hiếm thấy trên đời? Thiên Tàng là người có thù phải báo. Chúng tôi nhất định phải đi, vì hắn nhất định sẽ tìm tới chúng tôi. Không có sao đâu, chúng tôi đưa cô về Hồng Kông. Cô tham gia thi tuyển hoa hậu Hồng Kông chắc chắn sẽ được. Nếu mà thắng giải có được thưởng không? Cô hình như là hơi quá tuổi rồi. Hai người này dù không có quá tuổi cũng vô ích thôi. Không có thể căn cứ làm sao qua được trạm quan thuế chứ. Bọn mới tới đây hả? Hai người này sẽ đi lậu mà. Dân đi lậu như thế nào thì họ cũng đi như vậy thôi. Nè, qua khỏi hai hàng rào kém gai này sẽ là Hồng Kông rồi đó nha. Lát nữa một chút tối, nếu mà gặp phải anh lính canh gác là Xà Dương thì chúng ta sẽ qua được ngay thôi à. Còn gặp phải anh nào là mèo to thì lúc đó phải coi số mạng của mình mới được. Xì, sao mà thấp quá vậy? Chỉ nhảy một cái là được rồi. Nè, em gái mập à, đừng có ở đây mà phá đám nha. Dù là thể thao gia quán quân của Thế vận hội cũng chưa chắc nhảy qua được đâu. Xin lỗi nha, Tiểu Mang đã nói tầm bậy. Cô hai à, hãy yên tâm đi, lát nữa đây sẽ có tôi lo cho cô mà. Ê, đừng làm gì nha, cái bà phải không cố hả? Tiểu Mang, đừng làm vậy. Tiểu Mang, lại với tôi rồi, lại nha, đứng lại nha, lại vậy nha, lại, đứng lại. Tây Dương lại lợi hại như vậy. Tôi biết tôi phạm phải tư tưởng sai lầm nghiêm trọng rồi. Để tôi về nghiêm chỉnh phê phán từ chính mình. Xin đồng chí hãy tha thứ cho tôi một lần. Cút đi vào. Tiểu Mang, chúng ta đi nào. Chúng là vậy? Phần tử dân giận, phần tử dân giận kìa. Thiệt là không ngờ phần tử dân giận bây giờ lại có nhiều kỹ thuật để chạy thoát khỏi nơi đây. Wow, họ có bản lãnh như vậy à? Chúng ta hãy báo cáo thượng cấp đi, phái người có công năng đặc dị đến đây bắt họ. Bắt cái thằng cha của mày á? Báo cáo cái gì hả? Có người nhảy qua hàng rào cản gai hả? Anh khoa trương lực lượng của kẻ địch, họ không điều anh tới miền Bắc lạnh lẽo để giấu dùng tư tưởng anh mới là chuyện lạ đấy. Cứ kể như là không có chuyện gì đi. Phải rồi, coi như không có chuyện. Đứng dậy đi, anh sẽ bị đưa về miền Bắc để cải tạo tư tưởng mới được. Đừng có lôi tôi mà. Ở đây là Hồng Kông hả? Ở đây là Cửu Long đó. Công tử à, chỗ ở chỉ có bay lớn thôi hả? Cầm lấy đi, còn muốn cái gì nữa, Hồng Kông tức nước tức vàng đó, chịu khó mà ở như vậy đi. Làm gì cũng dữ quá vậy. Công tử ơi. Công tử cái gì chứ, gọi tôi là anh Quy được rồi. Công tử chịu chứa chấp chúng tôi là điều đại ơn đại nghĩa rồi, chúng tôi làm sao dám cầu mong hơn nữa. Tiểu Mang. Từ nay lời nói của công tử giống như là lời của ta vậy, em nhất định phải nghe theo. Dạ công chúa. Nghe rõ chưa hả? Dạ nghe. Từ đây nếu mà công tử cần việc gì thì cứ sai bảo Tiểu Mang nha. Ở đâu mà đưa hai người này về đây vậy? Ta dâm tạc kìa, nhìn thấy hắn mặc kiểu dâm dục như vậy. Công chúa, chúng ta nhất định phải đem hắn xử lần trị mới được nha. Đừng có la nữa mà, ngồi xuống đi. Cái gì mà trên nghĩ cái nửa buổi thôi cũng đi làm đó nè. Biểu họ coi cái sách chỉ dẫn này đi nè. Mấy cuốn sách này không phải là anh văn á thì là chữ ý đầy lời. Anh nói đi, họ làm sao biết đọc chứ hả? Coi hình cũng biết đó mà. Ah!
mắt dây. Dâm tặc. Yêu nữ. Công chúa coi nè, dâm môn, dâm loạn kìa. Nè, hai cô đừng có rời mở bậy bạ đồ ở đây nha. Chờ tôi đi làm về, tôi cần phải đi làm đó. Chờ tôi về sẽ dạy cách sử dụng đồ đạc ở đây. Tại vì đồ ở trong đó đều có điện hết. Điện đó, có biết không ạ? Công tử, cứ để cho chúng tôi tự tìm tòi một chút, hoặc là có thể hiểu được một chút định ở trong này. Công tử à, công chúa chúng tôi là cao thủ số 1 ở trong cung về nấu ăn mai giá đó. Và cũng là truyền nhân duy nhất của ông đầu bếp nấu ăn nổi tiếng ở trong cung. Công chúa mai giá vào nấu nướng đều là hạng nhất cả đó. Bé mập, giặt quần áo này đi nha. Công tử à, sao mà loại giấy này nó hôi thối quá đi hả? Đừng có nhiều lời, ê, đi đi. Nhớ đừng sờ mó bậy bạ nha, chờ tôi về hả? Cô có biết chưa? Ấy da, tôi quên hỏi họ coi con sông ở đâu. Làm sao mà mình đi giặt đồ bây giờ đi hả công chúa? Anh ăn như vậy nổi sao? Hôm nay chúng ta ăn hai tô mì lớn nhất thế gian này rồi đó. Dù mình không ăn, người khác cũng ăn thôi mà. Họ không biết xài đồ ở nhà bếp đâu. Tại sao lại đầy mùi gas gì chứ hả? Mùi gas bay ra ngoài, vậy không nên bấm chuông. Nếu không là sẽ bị nổ đó. Công chúa ơi, họ đã vậy rồi. Đừng cho họ vào đây nha. Dạ. Nè, đi ra đi, ra đi. Hai người chưa được đâu, chưa ra đi. Không vô được đâu mà, đi đi, đi đi. Không vô được đâu. Nãy cô làm cái gì mùi gas bay ra tùm lum gì chứ hả? Công chúa nói là hai người chưa vào được đâu. Công chúa đã nói lời của tôi cũng giống như lời công chúa vậy mà. Cũng đúng vậy. Nè. Chuyện gì? Đóng cửa lại đi. Dạ. Phục vụ đi. Dạ. Chà, máy lạnh, máy truyền hình đều mở hết hả? Hả? Ngon thiệt á. Ngon thiệt đó. Tất cả đồ ăn này do công chúa của tôi nấu. Có thiệt không đó? Cổ làm sao biết dùng đồ ở nhà bếp chứ hả? Công chúa tới rồi kìa. Ishii Miyaki à? Ở đâu mua về bộ đồ này vậy? Không phải đâu, tôi mang theo trong cuốn sách này mà. Cô có giải sao? Lấy giấy mạng ở cửa sổ. Hèn chi à, thấy quen như vậy đó. Tôi cũng mang một cái, nhưng bây giờ tôi không cho coi đâu. Cô à, cô có thiệt là người thời cổ không vậy? Biết coi tạp chí hiện đại, lại biết sử dụng tất cả đồ điện ở trong nhà nữa. Cô có gạt tôi không vậy? Không phải đâu. Nè, anh cho tôi cuốn sách này, nói là chữ ý đại lợi, tôi biết coi mà. Nói dốc một chút mắt, đừng có nói thành các tư hãng là ba cô đó nha. Không phải đâu, ông ta là ông cố của tôi mới đúng. Tôi biết được chữ ngoại quốc này là gì. Có một người tên Marco Polo đã từng tới Trung Thổ, chính ông ta đã dạy tôi đó. Marco Polo à? Marco Polo là sư phụ của cô. À đúng rồi, còn mì hai công tử để trong tủ là loại mì này tôi đã tặng cho Marco Polo đem về đó. Cái gì? Mì ý này là do Trung Quốc đưa về hả? Không phải đâu. Còn nữa, loại bánh nướng này đây cũng do chúng tôi dạy ông ta làm đó. Cái gì? Pizza là bánh nướng của Trung Quốc à? Đời nhà Tống có một người tên là Võ Tòng, anh của Võ Tòng tên là Võ Đại Lang, hắn ta chuyên môn bán loại bánh nướng này nè. Cô ta nói Võ Đại Lang bán pizza anh có tin không hả? Dĩ nhiên là tin rồi, bán bánh này cho khất cái ăn đó, bây giờ gọi là pizza hết đó. Nhiều đồ ăn vậy làm sao ăn cho hết chứ hả? Trước kia hoàng cung đại tiệc làm cả trăm món kìa. Cái này là cái gì hả? Công tử vừa ăn cái đó gọi là vịt nướng giòn. Ngọt quá. Cái này là cái gì? Bánh năng thiên hương nhất phẩm, là do 7 loại trái cây tươi làm ra. Món này do tôi làm. Còn miếng này là cái gì? Là cục sợi bông màu vàng của anh đó. Đúng rồi, tại sao cục sợi bông của mày ở đây vậy hả? Nô tì đáng chết, nô tì dùng xong quên để lại phòng tắm rồi. Ta không biết còn tốt hơn mà. Hai công tử có sao không vậy? Công tử nước nè. Nè nước nè anh hai à. Hay là tôi mặc chiếc áo mới của tôi cho quý vị xem nha. Đúng rồi. Mắt con ở đây ngồi chờ, tôi đi tắm trước cái đã.
Quần áo lót đã mất hết rồi. Công tử, tiểu mang có đẹp không hả? Cô, chiếc áo của em có phải là rất đẹp không? Cả chiếc quần lót của tôi, cô cũng lấy luôn à? Cái quần lót này là của Honey tôi tặng cho tôi. Mỗi lần đi gặp cổ là phải mặc chiếc quần lót này, mau trả lại cho tôi. Đừng mà, đừng quần lót của tôi. Thôi anh, người xưa nói là nam nữ tọa thọ bất thần. Công tử đã thấy được kẻ thật của tôi rồi. Công tử bảo tôi làm sao đi gặp người ta nữa hả? Dáng gì của cô cũng đâu có gặp người ta được. Công chúa à, công chúa, công chúa ơi, công chúa phải làm cho Tiểu Mang việc này mới được. Xin hỏi từ công tử, có phải công tử đã nhìn thấy rúng của Tiểu Mang không? Tôi đã nhìn thấy cái lỗ rúng của cô ta. Công tử, Tiểu Mang 11 tuổi đã vào cung. Tuy là tỳ nữ của tôi, nhưng tôi coi nó như người em vậy. Nó từ nhỏ sống rất lễ độ, tuyệt đối vẫn là một sự nữ. Nhìn đây, trên tay vẫn còn đốt rùa thủ cung xa. Nếu công tử quả thật đã cùng nó có sự tiếp xúc da thịt với nhau, tôi xin hứa gả nó cho công tử vậy. Mới nhìn cái lỗ rúng mà đã như vậy rồi, nếu mà ra bãi biển đi ba vòng thì làm sao đây? Ý công tử nói như vậy tức là không chịu Tiểu Mang phải không? Dĩ nhiên rồi. Tiểu Mang, em hãy tự tử trước mặt của công tử đi. Dạ. Tự tử hả? Cũng được. Làm đi. Ê, làm gì kìa? Làm như vậy mà. Đừng mà. Anh lên tiếng mà. Đừng lại thế này chuyện như vậy. Ê, làm gì nghiêm trọng như vậy chứ? Công tử không biết đó thôi. Người con gái đời nhà Nguyên của chúng tôi quan điểm về tiết hạnh rất là nặng nề. Công tử đã thấy lỗ rúng của nó mà không chịu lấy nó, ngoài việc chết đi không còn đường chọn lựa nữa. Không phải đâu, thế nào cũng còn đường chọn lựa mà, cô nghĩ là coi. Có, nhưng mà công tử nhất định không chịu chọn đâu. Cái gì không chọn, nhất định chọn mà. Như vậy nó sẽ giết công tử đó. Thật ra Tiểu Mang cũng khá lắm chứ. Đừng có nói giỡn gì. Đâu có, trên tay của nó còn có thủ cung xa nữa. Đi đâu mà tìm chứ. Giống như khủng long vậy, tuyệt giống hết rồi. Đồ ngon đó. Anh không phải nói thiệt chứ hả? Nó hơi thô kịch một chút thôi. Anh có biết không, đời xưa năm thê bảy thiếp là chuyện thường thôi mà. Anh cưới nó về nhà hả, cũng giống như là con nhỏ ở cho anh vậy thôi. Dù cho anh có đi ra ngoài rượu chè beo bét đi nữa, vì nhà nói yes nó cũng không dám nói no nữa à, có phải không hả? Anh nghĩ thử coi hả? Vậy sao? Thiệt đó. Qua đây. Anh đâu có muốn tôi đâu. Tôi muốn cô rồi đó. Thật hả? Nhưng mà từ nay tôi bảo cô đi thì đi, bảo đứng thì đứng, bảo rửa mặt không được rửa tay, bảo đánh răng không được súc miệng. Em biết rồi, xuất giá tòng phu. Tướng công. Nếu mà em làm điều gì không phải tôi sẽ bỏ em đó. Bây giờ đấm lưng đi. Không có được đâu. Chúng ta chưa thành hôn, không thể gặp mặt được. Mọi việc đơn giản, lập tức trình diện ngay. Không có được đâu, ít nhất cũng phải dỡ tấm khăn che mặt của cô dâu chứ. Khăn che mặt. Lễ xong, đấm bóp. Đấm đi. Đại công cấu thành rồi hả? Công tử, nhờ có công tử cứu giúp, chúng tôi vẫn còn bị chôn vùi ở cổ mộ. Nếu công tử đã gặp cơ may, uống được đại hoàng đơn, có được 50 năm công lực, nay tôi sẽ chiêu theo bí cấp, dạy cho công tử Như Lai thần trưởng. Để tránh môn võ này bị thất truyền, Như Lai thần trưởng tất cả chia thành 9 thức, từ thức 1 đến thức 8 mà học xong đã có độc bộ giang hồ. Còn chiêu thứ 9 vạn Phật triều thông lại càng là chiêu uy lợi lớn nhất ở trên cõi đời này. Tương truyền của nó chỉ dùng qua được 3 lần. Lần thứ nhất là do Phật Thích Ca dùng để đánh bại đại ma thần. Kỳ thứ hai là do Quả Nhân Tà thần dùng đánh bại Tam Tuyệt trưởng. Lần thứ ba là do Long Kim Phí đánh bại Thiên Tàn Cướp. Ê, các người có nghe không hả? Phải, chúng tôi có nghe mà. Phật Phật đó mà. Phật cái đầu của các người có nghe tôi không hả? Tôi nghe chứ, tôi học rồi, sẽ phát tài đó mà.
Như Lai thần chưởng bao hàm cả nội công, ngoại công, khinh công và phòng thân chân khí. Nếu mà học biết được tất cả thứ này, tức là học đủ các võ công, cho nên muốn học nó phải xương cốt căn cơ thích hợp. Ê, tôi được mà. Căn cơ của anh rất bình thường, nhiều nhất là chỉ học được thất quyền trảm mà thôi. Vô lý, kỳ rồi, thất quyền trảm tôi đã học rồi mà. Lần đó anh chỉ đánh đại thúng đại mà thôi, chứ chưa học thành gì cả. Tiểu Mang, em theo sự chỉ dạy của bí cấp, đi qua bên kia dạy tướng công của em đi. Ừ, tới đây. À, đi. Ê, vậy con tôi phải làm sao hả? Bây giờ tôi dạy công tử chưa thứ nhất, Phật Phi Tây Thiên. Tức là sao hả? Cuốn lưỡi lên trên, dẫn khí lên đơn điền, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đem chân khí vận chuyển khắp toàn thân. Công tử đã học biết tâm pháp của chiêu Phật Phi Tây Thiên rồi. Nè, bây giờ vận chuyển nội công từ lầu 30 nhảy xuống là có thể bay bổng cửu tầng, như là chắp cánh tay vậy. Bay xuống dưới hả? Không có gì đâu. Tại sao lại cao dữ vậy? Cô thì tình huống tôi nhảy hả? Ừ. Học xong thì phải triển khai, anh như con thần long đang bay trên trời cao vậy. Nói thiệt tình nha, tôi không nhảy xuống có được không hả? Tôi đã hứa với chính tôi rồi, cho dù đánh chết tôi cũng không có nhảy đâu. Công tử. Chuyện gì hả? Hãy nhìn vào mắt của tôi. Nhìn thẳng vào mắt của tôi. Công tử có thấy gì trong mắt của tôi không? Nè, công tử biết tôi muốn gì không? Muốn cái gì hả? Tôi muốn đẩy công tử xuống dưới. Phật Quy Tây Thiên rồi. Hay quá. Bây giờ không có gì rồi chứ? Phải đó, không có chuyện gì nữa rồi. Công tử dùng Phật Phi Tây Thiên bay trở lên đi. Được rồi. Cô vô động trước đi hả? Cô bay lên liền đó nha. Vô động đi. Thiệt là mất gì. Bay trở lên hả? Bay bằng cách nào đi? Đồ ngu. Nè, hôm qua anh học tới đâu rồi? Đã học xong 8 thức phía trước rồi đó. Tôi cũng đã học tới thất quyền trảm rồi đó. Nè, thật ra bây giờ võ công của mình cũng đã cái thế rồi, cần gì phải đi làm nữa chứ? Bộ võ công cái thế rồi đi cướp ngân hàng hay sao hả? Làm người cần phải có chân đứng vô vững chứ. Ít nhất cũng phải làm cho hết tháng này mới được chứ hả? Vậy cũng được. Taxi. Cái điều này chắc là phải đi xe buýt rồi đó. Lại tới rồi hả? Tôi sợ quá rồi. Đừng đánh tôi nha hả? Vậy tức là có tiền trả được chứ gì? Có tiền cũng không trả nữa. Đã đánh bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng ngọt nước hết. Không sao, mỗi lần càng mới mẻ thuyền.
Nếu không thì làm sao mà đủ hay họ. Hey. Ừ, thôi được, để cho họ kéo tôi xuống lầu thang đi. Chúng ta là anh em, tôi không liên lụy tới anh đâu. Cứ để họ dẫn tôi xuống lầu thang đánh đi. Đi đi hả? Chúng ta lại đi uống trà nữa rồi ha. Con người của tôi công bằng lắm đó ha. Anh đánh tôi một cái là tôi trả anh một quyền đó à. Chịu không hả? Không trả mà. Không đánh không được. Không trả được thì được rồi. Nhưng mà không đánh là không có được đâu à. Hả? Anh mát dây à, đánh thiệt sao? Tại anh bảo đánh kia mà. Ây da, sao các anh ngu quá vậy hả? Lời tôi nói như vậy nhưng mỹ của tôi ngược lại đó, cũng không hiểu sao chứ. Nhưng tôi phải dạy cho các người một bài học để biết không? Chim. Chết chưa hả? Có phải anh Trì không vậy? Phải. Tôi là đại ca của đám anh em thằng Chính Di này. Ai đã dám đến anh em của tôi, tôi sẽ vì họ mà báo thù. Cố gan thì tới đường dân túc gặp tôi đi. Thằng nào không đi là thằng hèn. Ừ. Kỳ này biết chết. Chú chín chú tám, Trì đại ca đã tới đây rồi. Có gan thì ra đây mau đi. Dám cả gan khiêu chiến với tôi à? Chú chín chú tám, tất cả có bao nhiêu người tới đây, ra hết một lượt đi. Khỏi cần mất công tôi tới đây tìm hoài. Ra đi. Mấy người làm gì kỳ vậy? Thiếu tiền thôi mà, làm gì tặng nước người ta? Chính là nó đó, nó dùng yêu thuật đánh chúng tôi đó. Các người làm gì kỳ? Máu chó và nước tiểu để tạt anh, để anh không còn dùng yêu thuật được. Mấy người dám dùng nước tiểu để tạt tôi hả? Tôi chém chết mấy người. Hết lên được phải không? Tất cả anh em của tôi đều có mặt tại đây. Anh em hãy sống lên đi, giết chết cái tên điều đạo này. Thì ra Như Lai thằng dữ lợi hại hơn tôi nhiều đó. Như vậy anh là thiên hạ vô địch rồi. Đừng nói vậy, thiên tài còn lợi hại hơn nhiều. Em mù quá, thiên tài còn ở đại lục làm sao mà tới đây được.
Chùi sạch máu lên. Diêm chuyện à? Muốn chết hả? Vì đồng chí này vừa như ra tay hơi nặng rồi đó. Đừng có xí vào chuyện của người ta. Tôi chỉ dạy cho hắn một bài học thôi. Tôi không lấy mạng của nó là đã nương tay lắm rồi đó nha. Chúng ta đều là thầy về khí công, nhưng công phu của đồng chí có vẻ hơi bá đạo, không có vẻ là người trong đội công phu đặc biệt này. Ông Lai, tôi tên Nghiêm Trùng. Nhìn toàn thân người ông mồ hôi chảy ra ướt đẫm rồi kìa. Lão già, tôi thấy là chính ông sẽ không chịu đựng được lâu đâu. Cháu cũng không chịu nổi được bao lâu nữa đâu cháu à. Vậy thì chúng ta được phí sức nữa, có được không vậy? Được, như vậy chúng ta không phải bị mệt nhiều. Có sao không hả? Được, trận này chúng ta đã bất phần thắng bại. Nhưng mà tôi có một cái chân bị gãy, cho nên người ta mới gọi tôi là thiên tàng. Bây giờ tôi muốn thử với ông một trận nữa. Nghiêm sư phụ à, đánh nó đi. Đúng rồi, đánh nó đi. Ta đã mệt quá rồi, đủ nữa là sẽ thua hắn thôi. Các người hãy ráng liệu hồn đi nha. Chúng ta đây là người tu hành, không muốn tranh giành cái gì hết. Bây giờ chuyện của ai thì người đấy làm. Bây giờ anh thích làm cái gì thì cứ việc làm đi. Được, ông không dám đánh với tôi nữa. Vậy thì từ nay ở chỗ này tôi sẽ là đại ca. Các người phải biết tôn trọng đại ca đó nghe hả? Được rồi, anh nói sao thì nói đi. Lửa đạn. Bản thảo của anh bỏ đâu rồi hả? Tại sao cái đêm hôm qua cũng không có về nhà? Tiểu Mang cho anh suốt cái đêm đó nha. Suốt ngày cứ nghèo hoài à, cho nên tôi đã đi Ma Cao để đánh bài đó. Hả? Đi Ma Cao đánh bài? Đêm hôm qua tôi đã đi suốt đêm và chơi tới sáng thắng được 21 bàn lận đó. Vậy là phát tài rồi hả? Đi. Nè. Nhưng mà sáng nay tôi thua 20+ bàn lận. Thông thường cái màn kết cuộc là như vậy đó. Ê, đừng có lo nói chuyện của người ta nữa mà. Ê, vậy là tiền viết báo và tiền võ sư anh nướng hết rồi hả? Anh về nói với họ thông cảm một chút đi mà. Anh nói một mình đi. Ê, anh chờ coi tôi tỏ tài thuyết phục đi nè. Làm sao mà thuyết phục người ta? Võ sư đã xong chưa? Xong rồi. Chị đã xong chưa? Xong rồi. Máy đã xong chưa? Xong rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị nha. Roll camera. Họ tự làm đến một mình hả? Vậy chứ sao? Cũng khá hay chứ. Như Lai thần dưỡng, tái xuất giang hồ, võ lâm chí tôn cho tới ngày nay. Nè, được rồi, chúng ta dẹp dây đi. Không, dẹp dây đi nha. Ê, nhớ là bộ như là có dây vậy nha. Biết rồi. Ê, thu dây đó nha. Ê, còn đứng đó làm cái gì nữa, tới đây đi, tới cắt dây đi mà. Dây đâu? Có thấy dây đâu? Không có hả? Không có đâu. Đây đây nè. Nè, thấy chưa? Nè, ngay đây nè. Cắt đi. Cắt đi mà ngay đây nè. Rồi xong rồi. Nè, cuốn lại. Nè, cất đi hả? Cái gì? Cất đi mà, đi mà. Xong xuôi hết rồi. Đại hiệp hamburger mặt một. Phàm là những người đại hiệp phải tiêu hao thể lực rất nhiều. Bởi vậy sau khi luyện công xong, tôi nhất định phải ăn một cái hamburger đại hiệp. Xin quý vị chú ý, ăn hamburger đại hiệp, tinh thần đầy đủ, thi cử không sợ bị rớt.
Đại hiệp ăn hamburger. Chị hai. Hả? Em đã học thuộc rồi. Thuộc rồi hả? Giỏi quá. Đại hiệp thích ăn hamburger, thịt bò nguyên chất đủ hương vị. Dân chúng Hồng Kông có lọc ăn, ăn xong không đánh lộn. Phần của em nè. Đại hiệp thích nè. Thích, chết rồi, tôi quên rồi. Có thể cho thêm một cơ hội được không? Thì ra, đây là ban hội bí mật. Ăn điểm tâm cũng phải nói ra ám hiệu nữa. Dân chúng Hồng Kông có lọc ăn, ăn xong không có đánh lộn nữa. Được, phần của em nè. Cảm ơn anh. Tới phiền em. Đại hiệp thích ăn hamburger. Đại hiệp thích ăn ham mama. Thịt bò không có đủ hương vị. Dân chúng Hồng Kông có lọc ăn, ăn xong không còn chào nhau nữa. Tại vì chỉ có dạng Phật Triều Tôn mới có thể chế ngự được thiên tàn cướp. Chỉ cần không có ai có thể ra được chiêu dạng Phật Triều Tôn là không ai có thể đánh bại được hắn. Không phải đâu. Ở triều đại của cô thì như vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Chúng tôi có nhiều loại vũ khí, có súng đạn, có phi đạn, đạn nguyên tử, đạn kinh khí. Võ công giỏi như thế nào cũng vô ích mà thôi. Anh muốn nói võ khí của người Tây Dương? Phải đó. Hắn có một đôi thiên tàn bao tay, có thể chống đỡ được tất cả. Mua ở đâu vậy? Tiền Bách Quá Vĩnh An hả? Thật mà, tôi không có nói đùa đâu. Ông già của tôi có điện thoại tới đây không? Không có đâu. Nếu ông có điện thoại tới, nói tôi không có ở nhà đó nha. Tôi biết rồi mà. Anh đưa tiền cho ba anh xài, đó cũng là việc phải mà. Ông già của tôi ghê lắm đó. Ông chuyên môn đánh bài bạc, ăn chơi nhiều chuyện, kết bạn bè. Tôi học được có 30% của ông thôi. Ba của anh quả thật như vậy sao? Có người của ba ảnh thật sự là như vậy đó. Coi ảnh đó, giống hệt ba ảnh à. Có hình đi. Coi cha con có giống nhau không hả? Cô thấy sao? Nè, ông ta đút bàn tay vào túi quần của anh làm gì vậy? Thì thường cái lúc chụp hình móc của tôi hết 3.000 đồng bạc đó. Đại hiệp ăn hamburger không phải là đại hiệp đâu nha. Nè, ăn chuối đi. Chuyện gì vậy chứ? Thiên tài cứu rất lợi hại, phải cẩn thận nha. Cái gì? Hắn là thiên tài hả? Hảo tiểu tử, ngươi là biết Như Lai thần trưởng à? Ông mau đi đi, nếu không tôi sẽ... Ngươi sẽ làm gì hả? Ê, công tử đừng có nói báo cảnh sát. Tôi cũng đang định nói như vậy đó mà. Nè, không nên đâu. Dân là công chúa à, tôi đã yêu công chúa 7 năm nay rồi. Chẳng lẽ công chúa không có động lòng chút nào? Thiên tàn, ông chết tâm nguyện của ông đi. Ông đừng có mơ mộng nữa. Tôi biết công chúa để yêu cái tên tiểu tử kia, tôi phải giết chết hắn mới được. Ông không sợ dạng Phật Triều Tôn sao? Hả? Cô đã lãnh hội được dạng Phật Triều Tôn rồi à? Chưa đâu. Ây da, thì sao anh ngu vậy? Tôi còn chưa biết đâu mà. Có lý do gì đâu mà phải gạt hắn. Chúng ta hãy tránh ra ngoài kia mau lên. Đã bảo anh đừng có mua nhà dưới này mà. Mau lên đi. Ê, cái nhà này sẽ cắt thật là quá tệ. Đã bảo đừng có mua cái nhà này mà. Thì là không nghe tôi gì hết. Ê, dạ đừng có nói như vậy mà. Không nói gì thì nói sao? Thì cái căn nhà này cũng khá đó. Mà coi nè, vết tường dày và kiên cố quá chừng. Cái chân của ai mà đưa xuống đây vậy? Ê, không sao, cô là đàn bà, tránh ra đi, để cho chúng tôi lo. Cô tránh ra trước đi hả? Tránh ra đi mà. Wow!
khỏi nhà tôi giúp anh không được nữa. Hãy tránh ra đi. Thật cũng nổi lửa. Ta thiên tàng nổi lửa, ác liệt hơn ngươi đây. Cũng may còn được tí lửa. Tôi giúp cho anh nha. Hả? Đừng có nổi lửa, khoác áo lên đi. Anh ráng chịu một chút nha. Ngươi thật là ác độc, những chút như cười của họ trong một tiếng đồng hồ nữa sẽ bị chết. Kẻ nào dám chống lại với thiên tài, kẻ đó sẽ không sống sót được đâu. Tôi muốn nói là nhất định phải bị trừng phạt đích đáng nếu cãi lại tôi. Ngươi nói cái gì? Nhưng là công chúa, tôi đã yêu cô 700 năm nay rồi, dù phải chờ đợi 700 năm nữa, tôi nhất định lấy cô bằng được. Tôi không có thương ông đâu. Thì mau lấy đồ nghề để giúp một tay đi. Thì giảng Phật triều tôn. Ê, các người đang làm cái gì đó hả? Lòng kiếm phi. Long Đại Hiệp, anh chị bên kia kìa. Tôi không phải là Long Đại Hiệp, là Cổ Đại Hiệp. Nặng quá vậy. Cây chổi cũng được. Đừng cứ dùng cái tên của sư phụ người là quả dân tà cổ hán dân để mà hù ta. Ta biết rõ người chính là Long Kiếm Phi. Ê, tôi đã nói tôi không phải là Long Đại Hiệp mà. Ê, tại sao ai cũng cười hoài vậy chứ hả? Ê, cầm cây này xuống dưới đánh biết tài xế taxi đi. Ngay cả Long Đại Hiệp cũng phải dùng bình khí. Kẻ đó là ai mà lợi hại dữ vậy hả? Ông phải nói ra đi. Ê, họ rất nhiều người, tôi chỉ có một mình thôi, dĩ nhiên là mãi sợ rồi. Hắn nói hắn lần cho con cái thế, tôi là thiên tàng thôi. Chàng nói cái gì vậy? Đừng có nói nhiều nữa. Hắn vừa mới trốn ra từ nhà thương điên, hắn tưởng bác là Đại Hiệp Long Kiếm Phi nữa đó. Hắn quá tập dữ như vậy sao? Hắn si si dài dài lúc lên cơn điên là dữ lắm đó. Bác cầm cửa dán giùm đi. Hả? Được, kể như ông có nhãn quan. Lâu lắm tôi ẩn tích mài dành, không lo thuyết chuyện giang hồ nữa. Bây giờ ông đã nhìn ra rồi. Tôi cùng với đám tài xế dưới lầu đang đánh với nhau đó. Nhưng mà tôi không muốn lộ thân phận thật của tôi ra. Nè, ông có thể xuống dưới lầu phụ tôi một tay đuổi họ đi. Đúng rồi, ít khi Long Đại Hiệp mở miệng yêu cầu, tôi sẽ sẵn sàng giúp ông. Và thiên tân thần công của tôi đã luyện được chín thành rồi. Long Đại Hiệp xin hãy yên tâm đi, bất cứ cao thủ nào tôi cũng không sợ đâu. Cao thủ phương nào dám mạo phạm Long Đại Hiệp hả? Ý với ông dạy chết bầm, dám đeo ra ông chú để hù tôi hả? Anh em lên bao. Long Đại Hiệp, ông quá nhiên lợi hại. Còn phải nói nữa, ông mà phải sử dụng tới thiên tàng cước, còn tôi chỉ cần nói ba chữ thì hù họ chạy hết trơn rồi. Thôi cùng với anh Triệt cùng đối phó với thiên tàng, cùng họ ẩm như lai chạy trốn đi hả?
Ây da, sao con dâu của tôi khỏe mạnh quá vậy? Ê, Thiên Tàng à, chúng ta không nên ở trước mặt của bao nhiêu người này công khai biểu diễn võ công cái thế của chúng ta. Long Đại Hiệp, ông nói rất là chí lý. Theo ý của ông, chúng ta phải làm sao đây hả? Tại hạ cảm thấy là... hay là chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Được. Long Đại Hiệp, ông nhất định tìm được Vân La công chúa phải không? Thiên Tàng, ông quá lạc hậu rồi. Ông có biết tại sao Trung Quốc rộng lớn như vậy mà tôi không chịu ở, mà nhất định phải ở lại Hồng Kông? Tại sao vậy? Tại vì ở Hồng Kông này á, người đẹp thiếu gì, người đẹp giống như Vân La vậy, có đầy đường hết à. Ông không tin hả? Nhìn kìa. Anh hai kìa, anh hãy đi giành hết các người đẹp đó về cho tôi. Ê, thời buổi này người đẹp không cần phải đi giật đâu à. Chỉ cần có tiền là họ sẽ tự động tới bên mình liền. Ông cố gắng đi kiếm tiền đi. Được, ý kiến rất hay. Nè, hắn nói là ý kiến hay đó nha. Ngày mai hai người đi theo tôi tới tiền trang, tôi sẽ giật 3 lượng vàng về đây. Ê, không được, không được đâu. Không đi hả? Tôi sẽ lấy mạng hai người. Hắn bảo chúng ta đã bắt trùng rồi. Đúng, ý kiến rất là hay. Hai người nhất định phải đi bắt trùng. Nuốt con trùng này ngay. Ông bắt trùng thiệt sao? Đừng có nói nhiều. Ăn đi. Ê, trùng gì vậy hả? Nó gọi là thiên tàng trùng. Sau khi ăn xong, nếu mà dám bỏ chạy, tôi chỉ cần đánh cái trống này lên. Đừng có đánh nữa mà. Các người sẽ lập tức bị trùng cắn nát ruột mà chết. Thì sẽ ăn độc quá vậy. Ây da, tại sao trùng nhỏ đi đâu hết rồi vậy? Tốt quá. Tổ tiên thật là linh thiêng quá. Anh may mắn lắm đó nha. Anh vẫn còn cơ hội, tôi còn con trùng mẹ ở đây nè. Ông già cứu mạng. Thanh niên thời đại này thật là tệ quá rồi. Chỉ vì tham sống sợ chết mà lại nhận bậy tôi làm cha. Ăn đi. Nuốt. Long Đại Hiệp, ngày mai chúng ta cùng đi tiền trang, đúng không? Không được đâu. Bắt đầu từ ngày mai à, tôi phải bế quan 10 năm, khổ luyện chiêu thức thứ 10 của Như Lai Thần Chưởng. Trong vòng 10 năm này, cái chức võ lâm chí tôn tạm thời anh thay thế đi. Long Đại Hiệp à, lúc nãy ông nói thật hay nói giả vậy hả? Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bậc đại hiệp mà, một lời nói chắc như đinh đóng cột, hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ, cũng may không bị hắn biết được chân tướng thật của ta. Đôi chân cũng bị mềm nhũn ra rồi. Có cần phải mấy thứ đồ này không hả? Dĩ nhiên là thật rồi, đi ăn trộm đâu có thể để người ta nhìn ra mặt của mình được chứ. Nè, tới chưa? Chính là chỗ này. Nè, căn này lớn nhất đó, là căn này nè. Được, vậy hai người hãy vào trong giật 3 lượng vàng ở đây cho tôi. Thiệt hả? Nếu không tôi sẽ giết chết bây giờ. Đi mà. Làm sao bây giờ hả? Tính kế với hắn đi. Nè, không cần phải cướp đâu, chúng tôi có nội gián ở Đổng Đồn. Đúng vậy à? Tấm thẻ này chính là thẻ nội gián đó. Qua đây. Tránh ra. Đây, coi nè. Thiên họ vô cùng xuất thủ thiếu lầm. Thiếu lầm vô cùng thật là đáng sợ. Chỉ cần hai ta là người nào cũng chết. Cho tiền. Lấy được tiền rồi, ông thấy không hả? Lại chưa? Cá
lắm đây nha. Quá khen rồi. Được, mấy người tránh ra đi, để cho tôi thử một cái coi. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên hạ võ công sức thiếu làm võ công đáng sợ. Bị người ta đánh hai cái bằng tay là xỉu ngay. Ứng nghiệm, cấp cấp như lực lĩnh. Đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền. Ây da, mày không đưa mấy con. Được, ta sẽ bắt mày ra đây để coi thử mày là ai. Chạy. Tại sao không có người? Điện tử này thiên công cũng khá, nó chạy lẹ thôi đó chứ. Ây trời, tiền kia, tiền không nè, thừa lúc hắn khiên cái máy đó rồi không kịp mình chạy đi ha. Tại sao dám trốn đi hả? Ông làm gì là phạm pháp đó. Phạm pháp? Võ công của ta đây là cái thế. Phạm pháp cái gì hả? Ta là lớn nhất này. Thống đốc lớn nhất. Cái gì thống đốc? Tức là quan tri phủ của ông đó. Được, hai người đưa ta tới đó đi. Ta sẽ giết chết hắn coi. Để thống đốc ta làm luôn. Làm sao bây giờ? Đi thôi chứ sao? Đi. Mau lên. Bà xã, đêm qua tôi đóng tài kịch bằng Anh ngữ, bà thấy sao hả? Nghe muốn biết cái lỗ tai của tôi luôn nữa. Còn hỏi. Đi mau. Hắn là ai vậy ạ? Hắn là thống đốc Hồng Kông phải không? Tôi là thống đốc. Đúng vậy. Ông nhìn thử coi, mặc bộ áo quan có giống không hả? Quá là quan lớn của triều đình đó. Xin tha mạng cho tôi đi. Miêu Cường, thất sắc giáo lam diện yêu nữ à? Đúng vậy, cẩn thận âm ba công của bà đó. Đại ca, xin nương tay dùm nha. Muốn cái gì cũng được hết mà. Chỉ xin đừng có giết tôi nha. Ông nhập dân ma đạo của tôi, tôn tôi làm giáo chủ. Nếu có phạm vào giáo quy, sinh con trai sẽ là cướp, sinh con gái sẽ làm điếm. Hắn nói là nếu vi phạm giáo quy, sanh con trai thì làm ăn cướp, sanh con gái thì đi làm đĩ, điều kết lợi trong đó kiếm được nhiều tiền lắm à. Calabi, calabo. Được xong ơi, chính là đây. Tưởng hắn là thống đốc đó, bây giờ làm sao đây hả? Gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Hay quá. Làm cái gì đó hả? Gọi điện thoại mà. Gọi điện thoại là cái gì? Nói chuyện với Long Đại Hiệp đó. Nói chuyện? Long Đại Hiệp đã bế quan rồi. Chính bởi vì bế quan cho nên buồn, phải gọi điện thoại cho ổng. Alo, Long Đại Hiệp à? Tôi đang ở đường Sơn Đỉnh số 18 chờ ông đó à. Ông hiểu rồi chứ, đang chờ ông đó. Ê, con đừng có làm phiền ba nữa, một mình con tự lo liệu đi. Hả? Ông nhớ thiên tàng lắm đó hả? Tôi đưa ông tới gặp ông nha. Không có được đâu. Nè, vậy ông phải nhớ tới đó nha. Nếu mà không hôn khác ông kẹt không hiểu rõ Như Lai thần trưởng à, là tôi không giúp ông nữa đâu. Nè,
ông đừng có quá vô lương tâm nha, nhớ kỹ. Ê, cùng lắm là tôi báo cảnh sát giùm cho. Vậy tôi chờ ông nha. Tôi chờ ông nha. Lâm Đại Hiệp muốn tới đây hả? Đúng, tới đây cùng nhau happy đó mà. Happy? Báo cáo tổng đài, chúng tôi đã tới đường Sơn Đỉnh số 18 rồi. Người trong nhà nghe đây, các người đã bị bao vây rồi, không có cơ hội để chạy thoát nữa đâu. Mau buông tất cả vũ khí xuống, hãy thả hết con tin ra và đi ra ngoài đầu hàng ngay. Hay quá, hay quá, hay quá, đúng rồi. Đừng tiếp tục phần tin tức. Theo ước tính, trước mắt có khoảng 40 tên khủng bố đang ở trong nhà. Họ đều mang theo vũ khí hiện đại quá. Trước mắt với cảnh sát, có thể nhờ tới lực lượng cảnh sát đặc biệt để tăng viện. Chúng tôi không có ác ý đâu. Người đó là một tay võ lâm cao thủ, hắn có đeo bao tay thiên tàng, ngay cả súng đạn cũng không sợ. Cô à, chắc là cô coi truyền hình nhiều quá đó. Không phải đâu, không phải. Chính là họ ở phía trước kia kìa. Các ông là ai vậy? Chúng tôi là người của Tân Hoa xã. Ông Diêm Trung là đoàn trưởng của đoàn công phu đặc biệt tới đây để biểu diễn. Ông hoài nghi một trong những cường đạo ở trong đó là đoàn viên của đoàn biểu diễn. Đoàn viên của họ? Không thể như vậy đâu. Chúng tôi đã đi vào biết bao nhiêu người rồi nhưng không thể ra được. Ở trong đó phải có ít nhất là 40-50 tên khủng bố đã được huấn luyện kỹ càng rồi đó. Sir, lựu đạn cai đã chuẩn bị xong rồi. Bắn vô đi. Dạ. Không được đâu. Giỏi quá vậy, có thể liền lưu đạn cai trở ra. Tất cả tại ông hết á, chồng tôi có điều gì hả? Ông có chịu trách nhiệm nha. Đúng rồi đó. Làm sao mà hai cô biết được rõ thân phận của những người ở bên trong vậy hả? Nè, ông đừng có hỏi nhiều nữa, chúng ta mau tìm cách cứu người trước đi. Để tôi dẫn khí bay lên trên đó coi tình hình thế nào, rồi sau đó mới tìm cách vậy. Kinh khủng. Oh my god. Mấy tên cảnh sát đội phi hổ giống như chúng tôi cũng phải trùng thiên tầm rồi. Hắn mà đánh trống ra là chúng tôi lăn ra đất đó. Hắn còn mê coi truyền hình hả? Phải đó. Hắn đúng là tình nguyện coi TV. Ngồi coi suốt mười mấy tiếng mà không thấy hắn mệt mỏi gì hết trơn à. Hả? Cái con mụ này là ai? Ấy dạ, thấy rồi. Cô đi nha. Đi. Ủa chạy hả? Hắn cứ mê coi truyền hình hả? Nếu mà có người xuất hiện thu hút được hắn, hắn sẽ mê coi không chớp mắt luôn đó. Châu Nhẫn Phát. Lưu Nhẫn Ẩn. Không phải đâu. Châu Nhẫn Phát mà. Chính tôi. Chỉ cần tôi xuất hiện trên TV là hắn nhất định sẽ coi.
là dân là Thiên Tàng. Bây giờ ông muốn nói gì với tôi? Ông cứ nhìn vào quả lắc của tôi. Tôi đếm 1, 2, 3. Ông sẽ rất mệt. Ông sẽ cảm thấy buồn ngủ. Ông ngủ đi. Ngủ đi. Mà nằm xuống mau đi. Ê, vậy đi mà, mau đi đi, đi đi đi, đi. Nè, 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 làm sao mà đi được chứ? Chuyện gì nữa đây? Ở trong bụng có Thiên Tầm đây nè. Ê, đừng có sợ nữa, đi đi, đi đi mà. Đại Dương, có người muốn trốn đây nè. Đồ đàn bà thúi, dám dùng quê hồn để phá cái chống giấy tờ hả? Cho người chết. Đi đi mà, đi đi. Sao mà, đừng sợ mà. Tại sao vậy hả? Đây, cái tấm này nè. Mở cửa ra đi, đừng có đóng cửa mà. Dám chống ta hả? Dám chống đối với ta hả? Không dám. Đúng rồi, đúng rồi. Thiên Tàng cướp. Anh ta bị trúng một cước quá nặng đi. Về phương pháp để cứu chữa cho anh ta thì là không thể nào cứu được đâu. Chỉ có một loại phương pháp duy nhất là ở trong loại công năng đặc biệt của chúng tôi có một loại công năng chuyển dời, tức là nhờ sức lực của nhiều người chia ra gánh dùm vết thương đó. Với công lực của chúng ta, mỗi người gánh một phần, may ra thì có thể cứu được anh ta. Nhưng mà trong lúc vận công, quyệt mạng môn ở giữa lưng của mỗi người đều phải để trần để tránh chân khí bị lưu động, như vậy sẽ có hại đến thần thể đó. Ê, Nghiêm sư phụ, công lực của tôi là yếu nhất, chắc chắn là phải xếp hàng ở hàng chót rồi. Nếu như mấy người chịu nổi thì không cần phải phiên tôi mà. Sư phụ ở trên, đệ tử xin ra mắt. Sư phụ nhất định phải dạy cho con chuyển di đại pháp để con kiếm chút ít tiền, chuyển hết tiền vào túi của con. Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà tôi chưa có nghiên cứu được thành công. Nội công của Trung Quốc phải chú trọng ở ngồi tịnh, tăng cường cơ năng hô hấp của bản thân, khiến khả năng hóa giải thức ăn trong cơ thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí có thể 100 lần, để có thể phát huy ra lực lượng cao hơn người ta. Nhưng mà nó chỉ giới hạn ở lực lượng bản thân thôi. Còn công năng đặc dị của chúng tôi thì lại khác hẳn. Có gì mà khác chứ? Con người ta là một loại sinh vật tràn đầy năng lượng. Căn cứ theo định luật vật chất bất diệt của Einstein, khi người chết đi vẫn còn để lại năng lượng. Những năng lượng tàn dư còn lại đó nhiều nhất là ở các vùng mộ địa. Cha, vậy heo chết rồi có để lại năng lượng hay không? Nếu có thì ăn hết rồi. Nếu không là sao có thừa năng lượng để đứng đây chứ? Bữa nào cũng ăn thịt heo hết, ăn rồi ngu như con heo vậy đó. Chà, bữa ăn nào anh cũng để ý tôi gấp đồ ăn hay sao? Không được sao? Đặc dị công năng của chúng tôi không cần nhờ vào tác dụng dưỡng quá thực vật, mà xuyên qua con đường đặc biệt, dùng não công năng lực để đưa sinh vật cùng lúc đẩy mạnh để đem năng lực rời rạc bên ngoài nhập vào thành của mình. Hãy coi đây nè. Đó,
Yama ambi chanse mila pasi. Hai! Pháp tinh đại pháp là loại năng lượng đại pháp gì vậy hả? Cái này không phải đâu. Có những loại năng lượng thông thường thì nó không có tàn biến gì đâu hết á. Người ta thường gọi nó là quỷ đó. Ông nói vậy thôi. Để tôi kêu một con lại cho anh coi nha. Anh không tin hả? À, coi nè. Maya Chamasi. Yajamba! Làm quỷ mà ngon lành quá vậy nè ha. Tôi chém mà thành trăm khúc luôn. What? Nhưng mà chết luôn. Sao vậy hả? Anh Quỳ, khả năng duy nhất của anh có thể đối phó với thiên tàng là chiêu thứ 9 dạng Phật triều tôn trong Như Lai thần trưởng. Nhưng mà năm xưa quả dân tà thần đã phải cho Long Kiếm Phi hết 60 năm công lực, đồng thời lại ăn quả quy ngàn năm để tăng thêm công lực 100 năm nữa, tất cả là 160 năm công lực. Như vậy mới có thể đánh được thiên tàng. Còn anh chỉ ăn có nửa viên đại hoàng đơn, được 25 năm công lực cũng đã may mắn lắm rồi. Nhưng mà trừ này trừ nọ ra chắc được khoảng hơn mười mấy năm. Anh luyện được tới chiêu thứ 8 cũng đã hết mức rồi. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là hấp thụ công năng ở ngoại giới thôi. Vậy thì ông có bí quyết gì để hấp thụ công năng của ngoại giới hả? Tôi dạy cho anh một câu chú ngữ. Yamami Chapase. Cộng với lại tâm pháp của Như Lai thần trưởng chiêu thứ 9 là có thể hiệu quả rồi đó. Dễ như vậy tôi cũng muốn học nữa đó. Anh không được, đã nói gân cốt của anh tầm thường lắm. Còn nữa, ngày nào cũng ăn thịt heo, thần heo trên người của anh ảnh hưởng lắm. À, nhưng sư phụ à, có phải ý của ông nói là sau khi học được thần chú là có thể sử dụng được hết quy lực của chiêu dạng Phật triều tôn không hả? Trên lý thuyết thì tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Nhưng thực tế khi ra đánh nhau thì... Sao hả? Khó mà dự đoán được. Hả? Làm suốt cả đêm rồi mà khó dự đoán. Anh im đi. Đại hiệp muốn ăn hamburger, phải ăn bao nhiêu hamburger mới có thể đánh bại được thiên tàng đại gian đại ác? Hỡi thiên tàng, hãy nghe đây, ta đã ăn hết rất nhiều hamburger, tối nay là đầy canh hai đó nha. Trên đỉnh núi, trạm dễ tin, chúng ta cùng nhau một trận quyết chiến tại đây. Yeah. Mọi người hãy chuẩn bị cẩn thận. Tiểu Mang, việc gì đó? Anh có một chuyện để trong lòng lâu lắm rồi, nhưng mà không đủ can đảm để nói ra. Anh muốn nói cái gì thì cứ nói đi, không có ai cười anh đâu. À? Anh sợ nếu anh không nói ra thì không có cơ hội để nói nữa. Anh muốn nói thì nói đi. Anh muốn đi trước. Không được. Huy, câu thần chú của Nghiêm sư phụ anh đã học thuộc chưa vậy? Vừa mới hấp thụ được chút năng lượng, bây giờ cảm thấy con người thoải mái lắm đó. Vậy tôi cũng muốn hấp thụ nữa. Hấp thụ cái đầu anh, để chú ý đeo vào người à? Thiên tàng tới rồi kìa. Mọi người nhớ kỹ,
dù có xảy ra chuyện gì cũng được có ra nha. Có nhớ chưa hả? Câu nói này nghe được. Sau khi đánh thắng thiên đàng rồi, anh muốn kết hôn với em. Anh không chơi tôi lớn tuổi sao? Em lớn hơn anh à? Bao nhiêu tuổi vậy? 768 tuổi. Vậy sao? Để sau khi đánh xong rồi sẽ nói nha. Chiều kia thôi, ngươi không thấy hổ thẹn hay sao? Giang Phật chiêu. Là cái quỷ gì đây? Hey, hey, yamma bi jase mila basi.
con qua đây giúp dùm một tay, đưa anh lên xe đi. Sếp à, tôi muốn nói chuyện với bạn tôi vài câu nha, hả, có được không? Yes sir. Đừng có lâu quá hả? Dạ được, cảm ơn. Cảm ơn nha. Anh Thiên Tàng à, chúng tôi tới đây tiễn anh đó. Đây là calobi với hamburger để làm lương khô đó mà. Cảm ơn nha. Bảo trọng ha. Cảm ơn huynh đệ, đã tốn cho tôi rất nhiều. Ơn của em tôi không bao giờ quên. Nếu có dịp tôi sẽ trở lại tìm em. Ê, ê, đừng có cãi tôi vào nha. Hả?